Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video sáng nay, mình sẽ gửi đến các bạn ba trận đấu rất hấp dẫn tại vòng 2 giải cờ tướng đồng đội toàn quốc 2023. Nội dung cờ tướng. Mời các bạn thưởng thức những nhân cờ có sự có mặt của Tây Độc Nguyễn Thành Bảo, Tiên Kỳ Tiên Trần Á Sáng, Kiện Tướng Quốc Gia Vũ Quốc Đạt, Quỳnh Linh và cả bình luận viên Mai Quý Lân. Mời các bạn thưởng thức biên bản gián 1. Nguyễn Thành Bảo phải hậu thủ trước Vũ Quốc Đạt. Sure. 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 Hoshi. Chichi! Chichi! Jiangjun! Chi! Sure. Sure.
吃鸡。吃鸡。吃。吃。吃。Mã 6 thối 8, nước cờ tuyệt hay. Chơi đến đây hai bên đã đồng ý hòa. Vì nếu bên đen đi một nước thì bên đỏ sẽ bước mã mắc pháo, sau đó thắng chốt mời đổi. Tới đây thì không thể nào thắng được. Hai bên đã đồng ý hòa. Mời các bạn xem tiếp gián 2, Nguyễn Quang Nhật, Bình Linh.
吃。 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 将军。 吃。 炮下。 将军。
吃鸡。吃鸡。吃。吃。将军，将军出马。Mã 3 tấn 1 nước cờ tuyệt hay. Cho đến đây Quỳnh Linh đã buông cờ nhận thua. Vì nếu chạy mã đen thì lập tức bên đỏ sẽ đi xe 8 bình 6 đang dọ nhảy mã 3 sát cục. Đến đây nhìn thấy nhưng bên đen không còn đường nào để chống đỡ. Một ván cờ tấn công quá hay của kiện tướng quốc gia Nguyễn Quang Nhật. Mời các bạn xem tiếp ván 3 Trần A Sáng, bình luận viên Mai Quý Lân.
破事。 吃，吃，破下。 吃，吃，将军。 吃。
将军。将军，chưa đến đây không còn đường chống đỡ, cho nên Mai Quý Lân đã buông cờ nhận thua. Một ván cờ tàn kinh điển của kỳ Dương Việt Nam. Các bạn vừa thưởng thức ba ván cờ rất hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.